10 năm, và đó là phần thưởng của việc theo đuổi sự trung thực và tận tâm. Vài bạn bè nữa đến iTunes Loan để mua điện thoại, vì thứ nhất là giá cả sản phẩm rất là hợp lý, thứ hai là chất lượng sản phẩm rất tốt, và đặc biệt là phong cách phục vụ của iTunes Loan thì tôi đánh giá là một trong những cửa hàng ở Cần Thơ đó là có phong cách phục vụ rất là tốt, và đặc biệt là chương trình hậu mãi cũng như hỗ trợ kỹ thuật thì các bạn đã rất nhiệt tình, và tôi cảm thấy rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại iTunes Loan. Từ cái chỗ mà gọi là uy tín và chất lượng của công ty đặt hàng đầu, thì anh lúc nào cũng đặt cái niềm tin để xài được cái hàng của mình ở đây. Thì trong 10 năm qua thì anh cũng xài khoảng 7 năm trở lại, thì anh thấy bên công ty Tâm làm việc rất là chuyên nghiệp và rất là uy tín, hàng thì chất lượng, nhân viên thì rất là ok, cho nên từ cái chỗ đó anh không thể nào bỏ đi chỗ khác được. Và thực sự là cái chất lượng dịch vụ của iTunes Loan rất là tuyệt vời, được chăm sóc rất là nhiệt tình, chu đáo, kể từ lúc mà bạn chưa mua hàng cho đến lúc bạn mua hàng rồi, và kể cả sau đó cái dịch vụ bảo trì cũng rất là tuyệt vời. Và từ đó bắt đầu iPad, rồi iPhone, rồi Apple Watch, rồi iPad Pro, tất cả những cái công việc mà nó phục vụ cho cái nhu cầu làm việc của mình mà có liên quan đến thương hiệu Apple là mình đều sử dụng của iTunes Loan. Thiết bị công nghệ thì chính hãng là điều chủ yếu, cần phải có rồi. Xong theo đó thì giá cả rất là cạnh tranh, và một cái đội ngũ mà chăm sóc khách hàng rất là tuyệt vời, bên cô cũng rất là hài lòng. Và nhân dịp 10 năm thành lập Tâm Loan cũng như là kỷ niệm 10 năm cô là khách hàng của Tâm Loan, thì cô đại diện cho gia đình cũng như đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Phúc cũng như là cho Madame Thu Bakery thân chúc Tâm Loan càng ngày càng phát triển hơn nữa, và sẽ rất là có nhiều khách hàng đến
với Tâm Loan nhiều hơn nữa, và đội ngũ của Tâm Loan lúc nào cũng là sẵn sàng làm hài lòng khách hàng trong ở gần cũng như là xa, ở các tỉnh khác. Trong 10 năm thành lập, Ai Tâm Loan đã nhận được rất nhiều từ khách hàng, doanh nghiệp sinh nhật lần thứ 10. Ai Tâm Loan thành lập quỹ chia sẻ yêu thương với mong muốn mang lại những gì mình đã nhận được từ mọi người để chia sẻ một phần cho cô trợ thiên tính và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, để giúp các em biết đọc biết viết để sau này tự giúp mình, giúp người. Hy vọng ý nghĩa tốt đẹp này sẽ được khách hàng tham gia và lan tỏa. Tâm xin đại diện công ty chân thành cảm ơn với khách hàng đã luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Ai Tâm Loan trong suốt 10 năm qua. Với mong muốn phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, Ai Tâm Loan sẽ luôn nâng cấp chất lượng dịch vụ và sản phẩm để mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất cho quý khách. Kính chúc quý khách thành công.